Xin chào mọi người, tiếp tục chuỗi video về tiếp viên chức thì hôm nay mình xin dẫn mọi người cách thiết lập file giữa môi trường bạc và môi trường Assembly cho giống góc độ với nhau. Ví dụ như đây mình đang có cái góc độ này, đang lấy mặt phẳng chính đó là OXY. Đây, OXY. Như thế này, file của mình như thế này ha. Và mình chuyển sang môi trường Assembly, nếu mà mình chưa chỉnh sửa thì nó sẽ như thế nào? Đây, mình sẽ bày cái chi tiết này vào ha. Bày thì mình có thể chọn được bây, hoặc là mình copy sang ha. Copy sang đi. Đấy, các bạn thấy không? Cái file thì nó cũng đang là lấy cái góc độ đúng thôi, nhưng mà cái hướng nhìn nó không đúng này, nó bị lật cái file này đi. Thì nhiều bạn cũng biết làm là chỉnh lại cái này, chỉnh lại cái hướng như này đúng không? Và set nó lại, set lại cái hướng ở trên đây. Đấy, Crypto View. Rồi, như này hoặc là có thể là set home ha. Đó, thì các bạn có thể chỉnh như thế này. Nhưng mà thay vì các bạn mỗi lần làm sang file assembly mà ngồi chỉnh sửa cái này nó mất thời gian, mình giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xét là đồng bộ hai bên luôn, làm sao một cái file đồng bộ được qua lại giống nhau. Thì đơn giản lắm, bây giờ mình sẽ chọn lại cái file như này, đúng góc độ, cái hướng của nó y chang vậy luôn. Đấy, cái file mình đã chỉnh đúng này, mình vừa làm cho các bạn ha. Khi mình chỉnh đúng rồi thì giờ mình có thể xóa cái file này đi. Đấy, mình xóa cái file này đi và mình lưu cái file này thành template. Thì cái việc lưu thành template mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều ha. Chọn Save As. Đó, thành template. Và bây giờ các bạn có thể chọn nó này thành cái file mới. Đây, mình có thể là đổi cái tên đi ha. Mình có thể là ghi thêm này new, giả sử vậy. Rồi, đây là một cái file template là new rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn coi này. Bây giờ mình sẽ mở một cái file assembly với template mới new, và mình paste cái chi tiết kia vào này. Đấy, các bạn thấy mình vết chi tiết vào không? Cái góc độ nó sẽ đúng y chang theo cái file môi trường phiên bản luôn này. Và góc độ như nào thì môi trường Assembly cũng y chang như vậy. Mình thấy cái này là một cái mẹo khá là nhỏ nhưng mà rất là hữu ích ha. Các bạn nếu mà thấy video hay thì like, share cho mình. Cảm ơn các bạn.